Hoa thiên lý có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe? Hoa thiên lý được trồng nhiều ở đất nước ta. Loại hoa này không chỉ là món ăn ngon mà còn mang đến nhiều công dụng đối với sức khỏe. Cây thiên lý thường được người dân trồng làm cảnh và lấy hoa, lấy lá nấu canh. Hoa thiên lý vừa làm món ăn, vừa có tác dụng giải nhiệt, chống rơm sảy, mụn nhọt, chữa mất ngủ. Loại hoa này có vị ngọt tính bình, có tác dụng dưỡng can, thanh nhiệt, giải độc, chống rơm sảy và bồi bổ sức khỏe, là vị thuốc an thần, chữa mất ngủ. Lá của hoa thiên lý còn có tác dụng làm giảm đau nhức xương khớp, sát khuẩn, chống viêm, chống loét, kích thích lên da non. Hoa thiên lý có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe? Đầu tiên là an thần, chống mất ngủ. Theo đông y, hoa thiên lý có tính an thần, giúp người bệnh ngủ ngon hơn. Để điều trị chứng mất ngủ, chúng ta có thể chế biến hoa thiên lý như sau. Dùng hoa thiên lý và lá vông nem, mỗi thứ khoảng 50g, rửa sạch rồi nấu canh ăn. Chỉ cần ăn trong một tuần, tình trạng mất ngủ sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, nấu hoa thiên lý với thịt bằm hoặc là cá trắm còn có tác dụng an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Kế đến là hỗ trợ người bệnh trĩ. Hoa thiên lý là một loại thực phẩm có tác dụng giải nhiệt. Vì vậy, loại hoa này còn được biết đến là một loại thực phẩm rất tốt cho người bị bệnh trĩ. Hơn nữa, hoa này còn có tính sát trùng tự nhiên mạnh, giúp loại bỏ vi khuẩn, ngăn ngừa viêm nhiễm. Các thành phần có trong hoa thiên lý cũng có tác dụng làm lành vết thương. Đối với những người bị bệnh trĩ, chỉ cần dùng hoa thiên lý nấu canh hoặc là bổ sung vào khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày, những món ăn dân dã không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng giải nhiệt, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Kế đến là thực phẩm tốt cho việc giảm cân. Những ai mà muốn giảm cân, chống béo thì hoa thiên lý là sự lựa chọn tuyệt vời, không thể nào bỏ qua. Sở dĩ hoa này có tác dụng giảm cân là vì chứa nhiều chất xơ, chất diệp lục và rất ít calo. Vì vậy, khi ăn các món ăn chế biến từ hoa thiên lý sẽ mang lại cảm giác no lâu và hạn chế hấp thụ chất béo nên dễ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình giảm cân. Và cuối cùng là ngăn ngừa phát ban nhiệt. Vào mùa nắng nóng, rơm sảy ở trẻ em là vấn đề sức khỏe trở nên khá phổ biến. Bệnh này tuy không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lại gây ngứa ngáy khó chịu. Và để ngăn chặn tình trạng bệnh, bạn chỉ cần lấy hoa thiên lý giã nát rồi nấu với bột hoặc là cháo cho bé ăn. Món này có thể giúp hỗ trợ điều trị rơm sảy do hoa thiên lý có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.